Một vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra ở chợ Đông Ba, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Ngay sau khi chạy ra khỏi cửa hàng, đối tượng đã vứt các túi nghi đựng vàng này ra giữa đường. Trái với những suy đoán của cư dân mạng về nỗi kinh hoàng của người dân tại nơi diễn ra vụ án, mặc dù đối tượng có vũ khí nguy hiểm nhưng người dân xung quanh vẫn ao ra đường để nhặt vàng. Và sau một thời gian vận động, đối tượng cướp tiệm vàng đã ra đầu thú. Danh tính của kẻ liều lĩnh này cũng đã được xác định. Chiều ngày 31 tháng 7, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba sau khi vận động thành công nghi phạm ra đầu thú. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định công bố danh tính của kẻ táo tợn cướp tiệm vàng tại thành phố Huế. Theo đó, danh tính đối tượng được xác định là Ngô Văn Quốc, sinh năm 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Trước đó, sau khi dùng súng cướp tiệm vàng, đối tượng Quốc lẩn trốn ở đoạn gần cầu Gia Hội, cách chợ Đông Ba vài trăm mét. Khi bị truy bắt, đối tượng Quốc đã xin được gặp riêng Đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế để trình bày. Sau đó, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã vào nói chuyện động viên và đối tượng này đã buông súng ra đầu thú. Cơ quan công an đã thu giữ từ đối tượng một khẩu súng AK-47. Trước đó, lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế phong tỏa tuyến đường trước chợ Đông Ba, thành phố Huế để truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra ở chợ này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 31 tháng 7, tại một tiệm vàng ở chợ Đông Ba đã xảy ra vụ cướp vàng. Một đối tượng nam thanh niên đã nổ súng để cướp vàng rồi lấy theo các túi nghi đựng vàng bỏ chạy. Đối tượng sau đó đã vứt các túi nghi đựng vàng này ra giữa đường để bỏ trốn ở đoạn gần cầu xã hội. Tại vị trí trước tiệm vàng Hoàng Đức có nhiều mảnh kính của tủ vàng bị vỡ và các sợi dây chuyền vàng rơi vãi. Mặc dù đối tượng được cho là có vũ khí rất nguy hiểm nhưng rất đông người dân vẫn ảo ra đường nhặt vàng. Lực lượng cảnh sát cơ động đã được điều động đến hiện trường. Người dân sinh sống đoạn gần cầu xã hội được yêu cầu đóng cửa ở nhà để đảm bảo an toàn.